vặn cái nút này lên. Ây, ui, cái con này cắn tớ này. Con bọ cánh cứng đấy. Cái con bọ cánh cam này cứ bám theo mình. Đây này, cái này bị hỏng rồi. Tại cốc đấy. Alo. Đấy. Alo. Bây giờ một bên kia nó không phát được ra rồi, không kêu được rồi. Alo, siêu nhân người nhện. Alo. Tại cậu ấy, tớ cho cậu mượn thế nào mà bây giờ cậu đưa trả lại tớ mà lại hỏng mất một cái rồi. Cũng đam mà hỏng mất một cái thì làm sao mà dùng được. Alo, alo, đây này. Từ lúc tớ mượn bộ đàm của cậu về, nó đã như thế thôi mà. Đâu phải là lỗi do tớ. Chắc là cậu làm hỏng từ trước chứ gì. What? Rõ ràng hôm đưa cho cậu hai cái đèn nó vẫn còn sáng cơ. Mà đây này, cậu để ý cái đầu này màu xanh nhá. Thế cái đây này, cái nắp đậy của nó đâu? Bên này nó không có một cái nắp đậy này. Từ lúc tớ mượn về, nó đã như thế rồi mà. Nó thò cả cái anten ở bên trong ra thế này thì bảo làm sao mà nó lại không bắt được tín hiệu. Alo, alo. Nhím ơi, để đấy đã cậu ơi. Có cái xe gì, nó đang đi đến kìa, trông lạ quá. Trông cái xe gì mà trông nó lạ thế nhỉ cậu nhỉ? Ở cái bánh thì là vẫn là một cái bánh xích. Thế nhưng mà bên trên thì nó lại có những cái lô trông như là cái poppy đi. Mà cậu nhìn cái hình dáng cái xe này không? Tớ cứ thấy quen quen cậu ơi. Trông cái này nó giống cái xe gì nhỉ? Xe lu. Không, xe lu thì nó phải có cái tròn tròn ở đằng trước cơ. Cái này tớ thấy hình như là nó có một cái gầu múc ấy cậu ạ. À, thế là xe máy xúc đúng cậu? Xe máy xúc. Đúng rồi cậu ơi. Đây đích thị là một chiếc xe máy xúc rồi. Nhưng tại sao nó lại mang một hình hài của một chiếc cúp hít nhỉ? Mà nhìn đằng sau cậu kia kìa, một chiếc xe khác. Đúng rồi. Một chiếc xe trông như là một cái xe ô tô con đi cậu ơi. Nhưng mà sao trông nó màu sắc sặc sỡ mà cũng có những cái lô như cái bao bê đấy nhỉ? Quay lại nhỉ, sao những cái xe hôm nay nó bị làm sao ấy? Ôi, cái gì bay trên trời kìa? Ôi đúng rồi cậu ơi, tớ cũng nhìn thấy một cái máy bay nhưng mà nó cũng bị biến thành một cái máy bay bóp ít cậu ạ. Mọi cái phương tiện hôm nay ở trên đường với cả trên trời bây giờ trông nó đều như là những cái bóp ít ý. Sao lại thế nhỉ cậu nhỉ? Hả? Hình như à, trước tớ thấy có cái tiếng gì kìa. Bọn mình thử chạy lại đi xem đi. Ôi cậu ơi nhìn kìa, một cái bóp ít khổng lồ. Nó còn đang lè lưỡi kìa cậu ơi. Nó làm gì vậy nhỉ? Từ mồm đó, ui chà cái gì kìa. Ui, nó biến một chiếc xe lô thành bóp bít rồi kìa. Liệu khi nào đây chính là nguyên nhân mà vừa nãy chúng mình nhìn thấy những chiếc xe và máy bay thì biến thành bóp bít không nhỉ? Chắc chắn là đúng rồi còn gì nữa. Cậu không nhìn thấy à? Từ cái bạn bóp bít này thổi ra một cái luồng khí, thế là cái xe lô kia lập tức biến thành một cái bóp bít xe lô cậu ạ. Ui kìa, cả một chiếc máy gì kia, máy cày cậu ơi, cũng đang bị bạn bóp bít này biến thành bóp bít kìa. Ui, thế này thì không được rồi, không ổn rồi các cậu ơi. Cứ thế này thì bạn ấy sẽ biến những chiếc xe đi ở trên đường thành bóp bít hết. Bọn mình phải làm gì đấy thôi cậu ơi. Đúng rồi đấy, xe mà không có xe đi lại thì làm sao mà đi được. Máy xúc còn đảo mất, xe lu còn để lu đường chứ. Nếu mà biến hết thành bóp bít để chơi thế này á thì không còn cái gì nữa. Bọn mình phải ra ngăn cản bạn ấy đi cậu ơi. Này, cậu ơi này, sao bạn lại biến thành những cái xe này bóp bít thế? Mau, chưa nói kịp câu. Sao bạn ấy chạy đi mất rồi? Chạy mất rồi kìa. Chắc chắn là cái bạn Popit này biết bạn ấy vừa làm việc xấu, thế nên thấy bọn mình đến xạo quá chạy mất rồi cậu ơi. Nhưng mà cậu nhìn xem này, bạn vừa biến hai chiếc xe trở thành Popit đồ chơi rồi. Ui, đây chính là chiếc xe máy cày này cậu ơi. Đây chính là chiếc xe máy cày á cậu? Đúng rồi, đây này nó có những cái bánh răng cưa này để chuyên đi kéo mới đi cày đấy. Còn bên trên này có phải là hai ống khói không cậu? Đúng rồi. Đây chính là cái cabin để các bác lái xe ngồi lên trên này đúng không? Còn đây nữa. Ui, cái xe lu bị biến ra như thế này này, hai cái bánh lu vẫn còn tròn tròn ở đây. Thế nhưng mà không được rồi cậu ơi, mình phải làm thế nào để biến những cái xe này trở lại bình thường đi, chứ không thể để hình dạng Popit như thế này được. Chả lẽ mình cứ ngồi bấm chơi như này à? Cái xe này đi làm việc nữa chứ. Đúng rồi, ở đằng kia vẫn còn những đoạn đường đang làm dở, những chiếc xe này còn phải đi làm việc nữa chứ. Thế nhưng bây giờ chúng mình phải làm cách nào để biến những chiếc xe này trở lại bình thường bây giờ? Bọn mình thì không có khả năng biến được, nhưng tớ tin chắc rằng ai tạo ra những Popit như này có thể biến được. Bây giờ muốn giải quyết việc này, mình phải tìm cho ra cái bạn Popit vừa nãy để bắt bạn ấy biến những cái chiếc xe trở lại thôi cậu ơi. Alo, Trang nghe rõ trả lời. Bên cậu có phát hiện động tĩnh gì chưa? Bên tớ vẫn chưa thấy gì cả. Alo, tớ đã phát hiện ra mục tiêu rồi cậu ơi. Mục tiêu ở hướng 3 giờ.
đang chuẩn bị tiền đến chỗ cậu đấy. Sẵn sàng đi. À được rồi, tớ đã nhìn thấy mục tiêu rồi. Tớ lại có ít ở đây rồi. Đứng lại mau, đứng lại mau. Chàng ơi, cậu chặn đầu đấy đi. Đi lên. Ai chà chà. Đừng hòng chạy đi đâu nữa. Người chặn đầu, người chặn đuôi. Như thế này đúng là không thể chạy nổi rồi. Bạn mau biến lại những cái xe kia trở lại bình thường đi. Chứ bạn muốn chơi vô vi nữa, bạn cũng không được biến những cái xe thành như thế. Như thế thì làm gì còn xe đi trên đường nữa đúng không? Chắc bạn này là một cái pop it, cho nên là bạn muốn tất cả mọi người đều phải biến thành cái pop it giống như bạn đấy. Đúng rồi, bạn mau biến trở lại đi, nhanh lên. Thì bọn tớ cho cậu đi, chứ nếu không bọn tớ bắt cậu lại đấy. Đây này, ở đây tớ có cái xe máy cày, mấy cả xe lu này. Cậu mau biến hai cái xe này trở lại đi. Được rồi đấy, lần sau cậu đừng biến như thế nữa nhá. Để các cái xe nó đi làm việc của nó chứ. Đúng rồi, cậu làm như thế là rất xấu tính đấy. Bạn này bạn đã biết lỗi rồi. Thế thôi, cậu đi đi, còn mình cũng đi chơi đây. Mình thử ra xem nó làm gì nữa đi. Chúng mình thử lại gần xem cái đĩa bay ấy định làm gì đi. Nhìn kìa, nó đang tiến ra cánh đồng rồi. Ui, chỗ như con trâu và con ngựa. Nó bắn xuống cánh đồng kìa. Sao nó bắn ra con vật thế nhỉ? Cái đĩa bay này nó bắn vào mình đấy. Rồi, đây là một cái đĩa bay xấu hả cậu? Cái đĩa bay này chắc chắn là do người ngoài hành tinh xấu điều khiển rồi cậu ơi. Thế nên nó mới có những cái hành động như thế này. Mình cần phải tiêu diệt cái đĩa bay này cậu ạ. Tiêu diệt đĩa bay á? Nhưng mà bây giờ tiêu diệt đĩa bay bằng cách nào vậy cậu? À, hay là bây giờ tớ mang gạch ra, tớ ném cái đĩa bay ấy nhá. What the hell? Không, gạch của cậu à, ném cùng lắm là lên được tới cái ngọn cây. Cái đĩa bay này nó bay tới một cái là lên, xong nó lại đứng từ trên nó bắn xuống. Cậu chạy kịp không? Làm sao mà chạy kịp được? Bây giờ mình phải có cái cách gì. Súng thì tớ không mang ở đây, ném cũng không được. À, tớ nghĩ ra rồi Trang ơi. Nghĩ ra cái gì cơ? Cậu có nhớ cái bạn Popit vừa nãy không? À, tớ nhớ cái bạn Popit vừa lúc nãy đúng không? À, ý cậu là rủ các bạn ý ra ba người cùng ném đúng không? What? Đúng rồi đấy, ba người cùng ném. Ném làm gì? Đã bảo rồi ném nó bay lên cao ấy. Bây giờ mình sẽ bảo bạn Popit đi ra, dụ cái đĩa bay kia xuống. Sau đó bạn Popit sẽ thổi một cái hơi từ mồm bạn ấy ra như lúc nãy ấy. Thế là biến cái đĩa bay thành Popit. Thế là lúc đấy cái đĩa bay không thể đi gây hại được. Ui, đây rồi, bạn Popit đây rồi cậu ơi. Này, bạn Popit ơi, tớ có một việc này cần nhờ đến khả năng đặc biệt của cậu ấy. Đó là thổi biến cái đĩa bay thành Popit cậu ạ. Không, không, không phải đâu bạn Popit ơi. Đây không phải là việc xấu đâu, đây là việc tốt đấy. Bởi vì cái đĩa bay kia ấy, nó là người xấu, nó chuyên đi bắn các con vật, mới bắn cả người nữa ấy. Thế nên mới cần biến cái đĩa bay đấy thành Popit để nó không làm hại mọi người được nữa cậu ạ. Cậu đang làm như này là làm việc tốt đấy. À, cậu đồng ý rồi kìa nhí mai. May quá. Bây giờ cậu chỉ việc ra cái cánh đồng kia, chờ cái đĩa bay nó bay thấp thấp xuống. Thế là cậu phun cái hơi khói mà lúc nãy cậu phun ra ấy vào cái đĩa bay để nó biến thành Popit nha. Được rồi, bây giờ cậu đi theo bọn tớ đi. Kia kìa, bạn Popit đang tiến đến chỗ cái đĩa bay rồi kìa cậu ơi. Cái đĩa bay nó đang xà xuống để nó chuẩn bị bắn bạn Popit đi. Phun đi Popit ơi, phun đi. Cái đĩa bay nó biến thành Popit rồi kìa cậu ơi, chạy ra đi. Bắt được cái đĩa bay này rồi nhá. Một cái đĩa bay hình Popit đã bị bạn Popit thu phục rồi các bạn. Nhìn này, Popit bảy sắc cầu vồng luôn. Như thế này thì cái đĩa bay nó không thể bay lên để nó bắn mọi người với cả các con vật được nữa cậu ơi. Bây giờ nó chỉ là một món đồ chơi thôi. Hết đường mà đi làm hại mọi người nhá. Cảm ơn bạn Popit nha. Bye bye bạn Popit nha.
bấm cái bóp bên này, bấm 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 cái đĩa bay người xấu này, bấm thật nhiều thật nhiều thật nhiều này. Bây giờ với cái đĩa bay người xấu này chúng mình phải làm gì cậu nhỉ? Bây giờ nó đã bị biến thành cái đồ chơi pop it này rồi, thế thì bọn mình cứ mang về nhà chơi thôi, chứ không thể để cho nó biến lên trở lại cậu ơi. Mình sẽ mang về, mình bấm 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 cho nó buồn, cho nó buồn, cho nó đau luôn. Đi thôi, đi về thôi, có một món đồ chơi mới rồi.